câu đúng hoàn toàn sự thật, không bao giờ lo chọc cái gì ra cả, đúng không? Chào các bạn, hôm nay thì bác sĩ gặp lại với anh Hào, cái phần sụn nó chọc thủng ra ở cái phần mũi của bạn ấy như này các bạn nhé. Đấy thì nó rất là nguy hiểm và đó, đấy cái phần sụn trắng nó lòi hẳn ra đây. Đấy là mũi nó gây đau nhức đúng không em? Đấy thì khi mà can thiệp với ban đầu thì bạn ấy có ý định là tháo mũi cấy mỡ. Đấy mà sau khi bác sĩ kiểm tra thì có thể là điều chỉnh được, nên là bạn ấy muốn là điều chỉnh một lần. Đã điều chỉnh xong mũi cấu trúc lại cho bạn ấy thì kết cấu đầu mũi thì dự trụ hoàn toàn sụn bên ngăn và sụn tai điều chỉnh này. Sống mũi vẫn là sụn sơi form được các bạn nhá. Thì bạn thấy là kết quả sau 10 ngày thì cái phần mũi của bạn ấy thì so với trước can thiệp thì nó sẽ có cái dáng mũi tự nhiên hài hòa hơn em, đúng không? Cái góc mũi nó thấp hơn này, cái đầu mũi thì nó thon gọn hơn trước cái can thiệp của mình. Cái đầu mũi rất là thô, cái đầu mũi rất là to thô này, và nó bị chọc ra thì nó bị lệch đi, đúng không? Cái đầu mũi nó ngắn nữa thì khi mình can thiệp mình kéo dài nâng cao phần đầu mũi lên và cái cấu đầu mũi hoàn toàn sụn thật, không bao giờ lo chọc cái gì ra cả nữa, đúng không? Gì ở nhà chứ hôm trước là chọc ra sợ quá, đúng không? Đông. Người vẫn bảo là kiểu sợ cái tình trạng của em nó bị chọc ra, nó bị nguy hiểm thế này, nó viêm nhiễm như thế thì khi mình sửa lại nó sẽ nặng nề hơn, đúng không? Nó đau hơn rồi là nó sẽ lâu lành hơn. Nhưng mà hôm nay em thấy là sau 10 ngày thì thấy kết quả thế nào rồi? Em thấy nó bình thường, nó quanh quẩn em là được ạ. Bởi vì trước em đau quá, mũi em nó bị rung lắm, nó ám ảnh sợ. Ừ, đấy. Em là bác sĩ làm cũng không đâu. Bình thường. Đấy thì cũng yên tâm hơn, đúng không? Quan trọng nhất là mình về mình thấy nó nhẹ nhàng hơn. Mũi nó không đau, không khó chịu, nhất là yên tâm nhất rồi, đúng không? Đấy, còn cái dáng mũi thì mình điều chỉnh nó cũng sẽ cân đối hơn, đúng không? Em thấy nó tự nhiên hơn không? Tự nhiên. Đấy, nó tự nhiên, nó hài hòa hơn, đúng không? Và khi mà mình làm trong giới hạn tự nhiên hài hòa ấy, nhìn khuôn mặt mình nó hiền hơn, nó đỡ bị dữ. Và khi mình làm phù hợp, hài hòa ấy, thì nó sẽ đẹp, là cái nét riêng của mình. Nó không bị giả quá, không bị thô quá. Rồi đồng thời là như thế thì nó cũng mới an toàn, đúng không? Trong cái giới hạn an toàn phù hợp thì nó cân đối hơn đấy, các bạn thấy mũi cũng rất là đẹp nhá. Các em mắt đền mạch lên đầu mũi thì cũng rất là cân đối thôi, nó không bị thô giả, không bị mọc lên từ trán chưa ăn điểm nữa. Khi mình điều chỉnh đúng tỷ lệ phù hợp này, đúng phương pháp này thì nó sẽ vừa đẹp cân đối, nó vừa an toàn, đúng không em? Quan người nhà bảo là mũi này đẹp hơn. Thế là yên tâm rồi, đúng không?